Tính đến chiều ngày 13 tháng 4, thế giới ghi nhận hơn 1,8 triệu ca nhiễm, hơn 114.000 ca tử vong và trên 427.000 ca hồi phục. Hiện đại dịch đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Bôzin Việt Nam từ 0 giờ ngày 14 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết, ngày 11 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có công văn số 55 gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc kiểm tra, giám sát phòng chống dịch COVID-19 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bojen Việt Nam. Trả lời Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định theo thẩm quyền và quy định hiện hành. Trên cơ sở ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đoàn công tác làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Bojen Việt Nam. Kết quả công ty này đã tiến hành đo nhiệt độ tất cả những người ra vào công ty, đã phát khẩu trang cho công nhân làm việc đạt tỷ lệ 100%. Tuy nhiên, số nhân viên bốc xếp vẫn chưa tuân thủ đeo khẩu trang. Hiện tại công ty chưa cắt giảm số lượng công nhân làm việc để đảm bảo số lượng theo quy định, vẫn còn tập trung đông ở cửa ra vào công ty vào giờ cao điểm và chưa tuân thủ khoảng cách 2m theo quy định. Kết quả chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bojen Việt Nam là 81%, theo kiểm tra của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố ngày 9 tháng 4. Ông Phong cho rằng trường hợp nếu dịch bệnh xảy ra tại đây, hậu quả sẽ vô cùng lớn. Trung Quốc đang đối diện thách thức mới trong việc ngăn chặn làn sóng dịch COVID-19 nhập khẩu khi ngày 12 tháng 4 được xem là ngày có số ca nhiễm mới cao nhất trong 6 tuần qua, theo hãng tin Reuters. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính đến sáng ngày 13 tháng 4, toàn Trung Quốc đại lục có tổng số ca nhiễm COVID-19 là 82.160 và số ca tử vong là 3.341, có 81.004 ca bệnh đã bình phục. Đáng chú ý, cơ quan này cho biết có 108 ca nhiễm bệnh mới được ghi nhận trong ngày 12 tháng 4, con số này cao hơn con số 99 ca mắc mới được ghi nhận một ngày trước đó. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nhấn mạnh trong các ca nhiễm mới đó có 98 ca nhiễm là người nhập cảnh vào Trung Quốc. Con số này cũng cao hơn so với ngày 11 tháng 4, 97 người. Mặc dù số ca nhiễm bệnh hàng ngày đã giảm mạnh so với đỉnh điểm hồi giữa tháng 2 năm 2020, nhưng chính quyền Bắc Kinh vẫn đang lo lắng về số người nhiễm bệnh ở nước ngoài và nhập cảnh vào Trung Quốc. Điều này có thể tạo nên một làn sóng nhiễm bệnh thứ hai và khiến đất nước này rơi vào tình trạng tê liệt mới, theo nhận định từ Reuters. Giới chức Hàn Quốc cho biết có ít nhất 116 bệnh nhân đã khỏi bệnh COVID-19 nhưng đã tái dương tính. Ngày 13 tháng 4, Hàn Quốc chỉ có 25 ca nhiễm mới, nhưng sự gia tăng các ca tái dương tính làm dấy lên nhiều lo ngại. Hiện nguyên nhân tái dương tính vẫn chưa được tìm ra, nhưng giới chức y tế Hàn Quốc cho biết virus có thể được tái kích hoạt trong người bệnh nhân thay vì bệnh nhân bị tái nhiễm. Truyền thông Nhật Bản đưa tin thủ đô Tokyo ghi nhận thêm 91 ca nhiễm virus corona trong ngày 13 tháng 4. Con số ngày thứ hai cho thấy số ca nhiễm mới đã giảm so với 166 ca mới vào Chủ nhật. Trước đó một tuần, Tokyo đã thông báo tình trạng khẩn cấp, yêu cầu người dân ở trong nhà càng nhiều càng tốt. Từ ngày 25 tháng 3, Ấn Độ ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn đà lây lan đại dịch COVID-19, trong đó yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách bằng tàu hỏa, theo báo South China Morning Post. Các nhà ga đường sắt đã được chuyển đổi trở thành các điểm hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người nghèo. Các toa tàu cũng được cải tiến thành các khu vực cách ly và điều trị cho những ca nhiễm COVID-19 nhưng có tình trạng bệnh nhẹ mỗi toa tàu được vệ sinh, được lắp đặt 16 giường bệnh và những trang thiết bị y tế cơ bản. Không gian trong mỗi toa tàu được sắp xếp lại để có hai nơi nghỉ ngơi riêng cho một y tá và một bác sĩ. Tính đến ngày 7 tháng 4, khoảng 2.500 toa tàu đã hoàn tất quá trình chuyển đổi thành 40.000 giường bệnh giả chiến, trong khi công việc chuyển đổi các toa tàu tiếp theo vẫn tiếp tục diễn ra ở 133 nhà ga trong cả nước. Các toa tàu hàng được huy động tối đa để chở lương thực, đường, sữa, dầu, trái cây, rau quả đến khắp nơi trong cả nước. Khoảng 200 chuyến tàu hoạt động mỗi ngày. Công nhân ngành đường sắt cũng được huy động để sản xuất các trang thiết bị y tế cần thiết như cán cứu thương, băng ca và đồ bảo hộ cá nhân cho các y bác sĩ. Bộ phận nấu ăn của ngành đường sắt Ấn Độ cũng tổ chức thành 13 bếp ăn khổng lồ, cung cấp bữa ăn miễn phí cho hàng trăm ngàn người bị ảnh hưởng vì đại dịch. Dự kiến một phần hoạt động đường sắt sẽ được nối lại từ ngày 15 tháng 4 sau khi kết thúc 21 ngày phong tỏa. Tuy nhiên, các toa tàu đã được chuyển đổi sẽ tiếp tục được sử dụng như các bệnh viện giải chiến cho đến khi dịch bệnh đi qua. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.